Bạn hỏi 38 phần tem mỗi uốn ván 2 được hay không? Nguyên tắc của tem uốn ván là như vậy bạn ạ. Chúng ta sẽ tem vào 3 tháng giữa, tức là bắt đầu từ tuần là thứ 12, 13 trở đi. Đó là mũi đầu tiên. Sau đó cách cái mũi đầu tiên là mũi thứ hai là hơn một tháng. Và trước khi chúng ta sanh một tháng. Như vậy bạn năm nay là 38 tuần rồi thì hầu như bạn không cần phải tiêm nữa. Bởi vì cái thời gian miễn dịch nó không có đủ để tạo ra miễn dịch. Cho nên 38 tuần thì không cần tiêm mũi 2 nữa. Tất nhiên là khi mà chúng ta sanh, chúng ta chỉ mới có được một mũi để bảo vệ thì phải ở những cơ sở mà có cái sát khuẩn, là để tránh những cái da bào của uốn ván có thể ảnh hưởng tới bé các bạn ha.